Phương Thảo xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình nông nghiệp trên báo Nông nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, chăn nuôi là một trong những lĩnh vực quan trọng của ngành nông nghiệp Việt Nam. Không chỉ là cung cấp thịt, trứng, sữa cho 100 triệu dân, mà chăn nuôi cũng rất có tiềm năng trong phát triển xuất khẩu. Trong thời gian vừa qua thì cũng đã có nhiều sản phẩm chăn nuôi được xuất khẩu như là thịt gà, thịt lợn, trứng, sữa hay là mật ong. Chỉ riêng thống kê trong năm 2021 thì kim ngạch xuất khẩu của ngành chăn nuôi đã lên đến là 440 triệu đô la Mỹ. Để có thể là phòng ngừa dịch bệnh trên vật nuôi cũng như là tăng cái khả năng xuất khẩu của ngành chăn nuôi thì trong những năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã triển khai chương trình là xây dựng các vùng, các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Và trong thời gian đến nay thì chúng ta cũng thấy là đã có nhiều những cái cơ sở, những vùng chăn nuôi được công nhận là an toàn dịch bệnh. Trong đó thì có nhiều nơi có những phương cách làm hay, những cái mô hình sáng tạo. Trong đó có thể kể qua như là thành phố Hồ Chí Minh hay là những dự án do hệ thống khuyến nông Việt Nam thực hiện. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể là xây dựng thành công những vùng, những cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh và mở rộng, nhân rộng những cái cơ sở này ra? Thì đó sẽ là nội dung của buổi tọa đàm ngày hôm nay mà báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức thực hiện. Và để thực hiện chương trình này thì chúng tôi đã mời đến đây hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Tiến sĩ Nguyễn Văn Bắc, Phó trưởng Văn phòng Thường trực tại Nam Bộ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Và cũng xin được giới thiệu ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình. Và trước khi bắt đầu buổi tọa đàm ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả, xin mời hai vị khách mời, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự do báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện. Ngành chăn nuôi Việt Nam hiện trong top đầu khu vực Đông Nam Á, đóng góp khoảng 25% GDP của toàn ngành nông nghiệp. Dù có quy mô lớn, nhưng xuất khẩu của ngành chăn nuôi vẫn còn khá khiêm tốn. Năm 2021, xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi chỉ mới đạt 440 triệu USD, trong khi tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 48 tỷ USD. Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi còn hạn chế là Việt Nam thiếu các vùng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Thấy được thực trạng đó, từ năm 2016 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai xây dựng các vùng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh trên cả nước. Đến nay đã có trên 3.700 lượt cơ sở vùng chăn nuôi tại 52 tỉnh, thành phố được chứng nhận an toàn dịch bệnh, góp phần quan trọng vào kiểm soát dịch bệnh và xuất khẩu. Chúng ta đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cơ sở là thực hiện an toàn sinh học, là vaccine, là thuốc thú y, là kiểm soát được quy trình nuôi, xây dựng được vùng an toàn dịch bệnh. Thì đợt này chúng ta tập trung đồng bộ hơn và sẽ quyết tâm hơn. Thì ta biết rồi, khi mà xảy ra dịch bệnh ở nước Nga là chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm đến 57%, đến bây giờ chỉ còn 12%. Khi xảy ra dịch tả châu Phi Việt Nam, chăn nuôi của chúng ta ở nhỏ lẻ hộ gia đình chiếm trên 52%, nhưng giờ đây chỉ còn trên dưới 40%. Và cũng có một số doanh nghiệp đã đầu tư vào theo một cái chuỗi khép kín, theo kinh tế tuần hoàn và kiểm soát một cách chặt chẽ cái chuỗi an toàn thực phẩm. Và người ta xác định không phải chỉ phục vụ 100 triệu dân trong nước mà sẽ hướng xuất khẩu với những cái lợi thế của Việt Nam. Đấy là những cái điều kiện mà rất cơ bản mà phải triển khai trong thời gian tới. Để xuất khẩu của ngành chăn nuôi tương xứng với tiềm năng và quy mô, việc xây dựng các vùng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh cần tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi tọa đàm. Cho phép tôi xin được đặt câu hỏi đến ông Huỳnh Tấn Phát đầu tiên ạ. Thưa ông, cho đến nay thì chúng ta thấy rằng là thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đã triển khai và cũng khá là thành công với nhiều kết quả đạt được khi mà chúng ta thực hiện cái mô hình là xây dựng các vùng, các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Thì trước hết ông có thể khái quát về những cái thành quả mà thành phố Hồ Chí Minh mình đã đạt được khi mà áp dụng những mô hình này ạ. Đối với thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi bắt tay vào cái việc mà xây dựng những cái vùng cơ sở an toàn dịch bệnh vào những thời điểm khá sớm, từ năm 2005-2006 là bệnh dạy, là bệnh đầu tiên chúng tôi chọn để xây dựng cái vùng an toàn dịch bệnh, và đi từ những cái phường xã là cái hạt nhân chính để mình xây dựng cái phường xã an toàn với bệnh dạy. Và trong quá trình xây dựng như vậy thì chúng tôi có đúc kết, rút kinh nghiệm, và đến nay thì chúng ta đã xây dựng thành công vùng an toàn đối với bệnh dạy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, và chúng ta đã duy trì liên tục trên 10 năm rồi.
Bệnh thứ hai thì chúng tôi chọn để xây dựng cái vùng an toàn dịch bệnh, đó là bệnh lao và sảy thai truyền nhiễm ở trên cái đàn bò sữa, xuất phát từ cái việc là thành phố Hồ Chí Minh là cái nơi cung cấp cái con giống bò sữa cho nhiều tỉnh thành trong cả nước, và thứ hai là cái sản phẩm sữa là sẽ sử dụng cho người già và trẻ em, và đối với hai bệnh này thì có khả năng lây sang người. Do đó là chúng tôi chọn cái bệnh lao và bệnh sảy thai truyền nhiễm trên trâu bò để xây dựng cái vùng an toàn dịch bệnh. Và đến năm 2011 thì chúng tôi đã được công nhận vùng an toàn dịch bệnh đối với thành phố Hồ Chí Minh là vùng an toàn dịch bệnh cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước đối với hai bệnh là bệnh lao và bệnh sảy thai truyền nhiễm trên đàn bò sữa. Và như vậy nó cũng là một cái tiền đề để chúng ta xuất khẩu cái sản phẩm sữa sang cái thị trường các nước. Và bệnh thứ ba chúng tôi chọn đó là bệnh cúm gia cầm để xây dựng cái vùng an toàn dịch bệnh. Thì như vậy là đến năm 2021 vừa rồi thì chúng tôi cũng đã là tỉnh thành đầu tiên của cả nước được Bộ Nông nghiệp công nhận là cấp tỉnh đầu tiên xây dựng thành công vùng an toàn dịch bệnh trên cúm gia cầm, trên đàn gia cầm. Dạ. Và khi mà mình xây dựng những cái vùng an toàn dịch bệnh đó thì ông thấy là cái hiệu quả trong chăn nuôi ở thành phố Hồ Chí Minh mình đã có những cái thay đổi như thế nào? Chúng tôi cũng đặt ra cái việc mà xây dựng an toàn dịch bệnh đối với những cái bệnh truyền nhiễm trên gia súc thì đầu tiên là nó sẽ hướng đến phục vụ cho các hoạt động chăn nuôi trên địa bàn thành phố. Ví dụ như năm 2019 khi mà cả nước chúng ta phải đối mặt với bệnh dịch tả châu Phi, một bệnh truyền nhiễm gây cái thiệt hại rất là nặng cho cái ngành chăn nuôi heo. Và đầu năm 2020 thì chúng tôi triển khai ngay cái việc là bắt tay xây dựng cái cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh đối với bệnh dịch tả châu Phi và khởi đầu từ những cơ sở chăn nuôi heo giống. Bởi vì thế mạnh của thành phố Hồ Chí Minh là chúng tôi sản xuất con giống và cung cấp cho các tỉnh thành trong cả nước. Do đó là chúng tôi xây dựng cái vùng an toàn dịch bệnh trên các cơ sở chăn nuôi heo giống, và chúng tôi tạo điều kiện cho bà con là cải tạo những cái trại chăn nuôi từ cái mô hình chuồng hở sang mô hình chuồng kính và tăng cường cái an toàn sinh học để mà phục vụ được cái việc kiểm soát bệnh dịch tả châu Phi. Và điển hình như bệnh dịch tả châu Phi từ năm 2019 đến nay thì chúng tôi là kiểm soát rất là tốt cái việc xảy ra cái không xảy ra dịch bệnh này đối với các trang trại, nhất là các trang trại giống. Dạ vâng, ngoài từng địa phương khi mà chúng ta xây dựng các cái cơ sở, những cái vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh ra thì mình thấy rằng là cái công tác này cũng là một cái công tác trọng tâm mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mình đã tập trung triển khai thực hiện bắt đầu từ năm 2016 trên cả nước. Thế thì tôi cũng muốn được đặt câu hỏi với ông Bắc ạ. Thưa ông, là đối với hệ thống khuyến nông thì mình đã góp phần như thế nào vào trong việc là mình xây dựng các cái vùng, các cái cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh? Thì có thể nói là cái việc mà xây dựng những cái vùng cơ sở an toàn dịch bệnh thì là một trong những cái nhiệm vụ rất là trọng tâm của Bộ Nông nghiệp trong cái thời gian vừa rồi. Thì chúng ta biết đây là việc mà xây dựng những cái vùng, những cái cơ sở an toàn dịch bệnh ấy, thì nó đạt tới cái những cái mục tiêu rất là cơ bản. Thứ nhất đấy là nó đảm bảo có một cái nền chăn nuôi phát triển bền vững. Thứ hai nữa là nó nâng cao được cái giá trị sản phẩm chăn nuôi ở trong nước, cũng như là cung cấp cái sản phẩm an toàn, không những phục vụ cho cái trong nước cũng như cái việc mà xuất khẩu. Và đến nay thì cả nước chúng ta đã có khoảng 3.705 cái cơ sở vào vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh tại 52 tỉnh thành phố đã được chứng nhận an toàn dịch bệnh. Thế thì để đóng góp vào cái kết quả này á, thì hệ thống khuyến nông Việt Nam, đặc biệt là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, thì trong những cái năm qua đã triển khai rất nhiều các hoạt động, đặc biệt là các cái dự án mà của khuyến nông Trung ương triển khai. Thì rất nhiều dự án đã được triển khai từ năm 2016. Từ năm 2016 mà tính đến nay thì chúng tôi đã góp phần xây dựng khoảng cỡ 191 cái cơ sở an toàn dịch bệnh. Và từ những cái mô hình khuyến nông mà chúng tôi xây dựng trong các cái dự án thì hiện nay đã và đang được nhân rộng và góp phần để hình thành lên những cái vùng an toàn dịch bệnh. Vùng này có thể có nghĩa là từ cấp xã, rồi sau đó có thể lên cấp huyện, và hiện nay thì đến cấp tỉnh. Ví dụ như anh Phát thành phố Hồ Chí Minh vừa nói, một số dịch bệnh đã được an toàn dịch bệnh cấp tỉnh. Thì đấy là cái hướng tới. Sắp tới thì Trung tâm Khuyến nông cũng đã và đang thực hiện, cụ thể năm 2022 thì cũng đã và chuẩn bị triển khai khoảng 11 cái dự án liên quan đến xây dựng các cái vùng an toàn dịch bệnh. Dạ vâng ạ. Thế thì quay trở lại với thành phố Hồ Chí Minh, thưa ông Phát, không biết là cho đến nay thì ngành chăn nuôi thì chiếm tỷ trọng như thế nào trong nền kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh ạ? Đối với chăn nuôi thì thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là một cái thành phố đô thị hóa rất là mạnh. Do đó thì cái GDP của đối với nông nghiệp so với cái tổng mà thu nhập
về kinh tế của thành phố thì nó chiếm một thị trọng không lớn. Tuy nhiên thì đối với cái hoạt động chăn nuôi nó vẫn gắn liền với đời sống của trên 4.000 hộ chăn nuôi ở ngoại thành, và nó cũng là một nguồn thu nhập chính của bà con, và nó đóng góp khoảng trên 30% so với cái nguồn thu từ nông nghiệp. Thì như vậy cái hoạt động chăn nuôi của thành phố nó vẫn là một cái làm cái nguồn thu nhập chính của bà con ngoại thành. Và nếu như chúng ta phát triển chăn nuôi tốt thì chúng ta cũng góp phần là tăng cao cái thu nhập cho bà con, và cũng góp phần trong cái việc là xây dựng cái nông thôn mới tại ngoại thành. Do đó là thành phố cũng rất là quan tâm đến cái việc là chúng ta phải làm sao nâng cao được cái hiệu quả chăn nuôi, cũng như là chăn nuôi phải an toàn và phải kiểm soát tốt được cái dịch bệnh. Trong suốt cái chặng đường như vậy thì anh thấy cái điều khó khăn nhất mà mình phải đối mặt khi mà mình thực hiện cái mục tiêu này là gì? Đối với cái việc xây dựng cái vùng an toàn dịch bệnh thì chúng ta rất có nhiều tiêu chí mà chúng ta phải đạt. Ví dụ như là đối với cái vùng an toàn dịch bệnh, đối với một bệnh thì chúng ta phải đạt cái chỉ tiêu kỹ thuật. Ví dụ như là cái tỷ lệ tiêm phòng đối với bệnh đó phải đạt từ trên 80% tổng đàn. Trong một khoảng thời gian mà chúng ta xây dựng cái kế hoạch xây dựng vùng an toàn dịch bệnh thì cái vấn đề này nó gặp một cái khó khăn là đối với ở Việt Nam chúng ta nói chung và Hồ Chí Minh nói riêng thì cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nó vẫn còn chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn. Thì như vậy làm sao để mà mọi người dân đều đồng thuận và thực hiện cái công tác tiêm phòng nghiêm túc đầy đủ đạt tỷ lệ trên 80% trong đàn như vậy thì cũng là một vấn đề mà chúng ta gặp phải trong quá trình xây dựng. Cái thứ hai đó là cái việc mà chúng ta lấy mẫu giám sát đối với cái bệnh xây dựng vùng an toàn dịch bệnh thì chúng ta phải lấy mẫu giám sát theo một tỷ lệ nhất định để mà mình kiểm soát cái dịch bệnh trong cái quần thể đàn, và cái tỷ lệ là nó phải đạt là không có lưu hành cái bệnh đó trên cái quần thể đàn. Thì như vậy á, thì phải tiêm phòng tốt, phải kiểm soát dịch bệnh tốt thì mình kiểm soát lưu hành mới không có. Thì hai cái tiêu chí đó là hai cái tiêu chí quan trọng nhất để mà mình xây dựng cái vùng an toàn dịch bệnh. Thì như vậy chúng ta phải làm sao tuyên truyền vận động và phối hợp với hệ thống thú y cơ sở để chúng ta thực hiện từng bước và duy trì kết quả được trong một khoảng thời gian rất là dài để chúng ta để hình thành được cái vùng an toàn dịch bệnh. Đó là hai cái việc tôi cho là khó nhất trong cái việc xây dựng cái vùng an toàn dịch bệnh. Còn với ông Bắc thì sao ạ? Trong khuyến nông của mình thì mình có gặp những cái khó khăn tương tự như vậy không, hay là mình sẽ còn những cái khó khăn nào khác nữa? Một số khó khăn thì chúng tôi có thể kể đến là như thế này. Thứ nhất là cái dịch bệnh COVID. Yeah. Đây là một cái điều mà ảnh hưởng khá lớn tới công tác triển khai các cái dự án để xây dựng các cái cơ sở an toàn dịch bệnh. Tại vì là chúng ta không triển khai được các công việc, ví dụ như là chọn hộ, hoặc là chọn hộ được rồi thì chúng ta đi kiểm tra cái hộ như thế nào, rồi chúng ta triển khai các công tác ví dụ như chích ngừa, rồi lấy mẫu vân vân, thì tất cả cái đó đều rất là khó khăn. Yeah. Và thậm chí có những cái dự án mà có thể có những cái đôi lúc là không thực hiện được. Cái thứ hai là cái một cái bệnh mà nổi lên trong cái thời gian vừa qua, chúng ta thấy là bệnh dịch tả heo châu Phi. Nếu mà chúng ta xây dựng các cái cơ sở an toàn dịch bệnh, do vậy việc triển khai nhưng mà xây dựng những cái cơ sở an toàn dịch bệnh mà có liên quan tới cái con heo. Cái thứ ba nữa là cái có thể nói là cái nhận thức, đặc biệt là cái nhận thức của những cái hộ mà chăn nuôi nhỏ, thì những cái hộ này họ nhận thức về cái an toàn dịch bệnh rất là kém so với những cái trang trại lớn quy mô. Thế nên do vậy đây là một cái việc mà chúng tôi thấy là thực hiện nó cũng có những cái khó khăn mà chúng ta cần phải khắc phục. Như vậy thì đối mặt với những cái khó khăn đó thì không biết là trung tâm khuyến nông của mình đã có những cái giải pháp như thế nào ạ? Thì trước những cái khó khăn như vậy thì để triển khai được các cái dự án khuyến nông thì chúng tôi cũng phải thích ứng. Thứ nhất là chúng tôi phải chuyển đổi hình thức online để mà đào tạo tập huấn. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường hỗ trợ cho bà con nông dân những cái giải pháp kỹ thuật. Thí dụ như là bệnh dịch tả heo châu Phi thì ngoài cái việc mà chúng ta làm tốt các cái việc khác rồi thì chúng ta phải ứng dụng các cái tiến bộ kỹ thuật để mà hạn chế cái dịch tả heo châu Phi. Thí dụ như là chúng ta tăng cường sử dụng các cái chế phẩm vi sinh trong cái chăn nuôi heo, thí dụ như vi sinh trong cái làm cái đệm lót sinh học, hoặc là vi sinh trong thức ăn, rồi vi sinh trong nước uống vân vân, thì đấy cũng là một trong những cái giải pháp để mà chúng ta hạn chế cái dịch bệnh này. Thế còn cái công tác mà vận động người dân cùng đồng hành với mình thì sao ạ? Trung tâm khuyến nông chúng quốc gia chúng tôi thì là một cái ưu thế rất là lớn so với các cái cơ quan khác là cái hình thức truyền thông.
Thì đối với hoạt động khuyến nông thì hai cái hình thức mà chúng tôi đang sử dụng rất là phổ biến mà để mà tuyên truyền tới cái người dân, đó là cái công tác đào tạo cũng như là cái công tác tuyên truyền. Đối với công tác đào tạo ấy thì đặc biệt là trong các cái dự án thì ngoài cái việc đào tạo an toàn dịch bệnh, xây dựng cái vùng an toàn dịch bệnh cho các cái hộ thực hiện dự án trực tiếp hội án, thì chúng tôi còn đào tạo cho các cái hộ mà muốn xây dựng cái vùng an toàn dịch bệnh, muốn tham gia cái chương trình an toàn dịch bệnh của những cái hộ lân cận và có điều kiện tương tự. Như vậy mỗi một cái dự án thì thường chúng tôi tổ chức khoảng 2 đến cái 3 lớp, và mỗi một lớp thì có khoảng cỡ 30 những cái hộ mà tương tự như vậy nha, về các cái kiến thức an toàn dịch bệnh, về các cái kiến thức xây dựng vùng an toàn dịch bệnh. Rồi ngoài ra thì chúng tôi còn triển khai các cái việc đào tạo thì ứng dụng các cái hình thức, ví dụ như đào tạo TUT. Là đào tạo TUT là một hình thức mà đào tạo cho cái người mà sau này lại đào tạo cho người khác nha, để truyền cái kiến thức đó, rồi cái người đó họ về thôn bản, họ về các cái xã, họ tiếp tục họ trực tiếp vận động những cái người mà chăn nuôi để thực hiện về cái an toàn sinh học cũng như là cái xây dựng an toàn dịch bệnh. Thế thì từ bằng cái kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh, ông Phát có thể là chia sẻ những cái bài học mà mình có thể giúp các địa phương khác. Chúng ta mình đã trải qua rồi thì mình biết là mình cần phải đi như thế nào. Đối với cái địa phương mà bắt đầu mà xây dựng cái vùng an toàn dịch bệnh thì vấn đề đầu tiên là chúng ta phải quản lý và chúng ta quản được cái tình hình chăn nuôi, thậm chí là chúng ta nắm sát được danh sách các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Cái thứ hai nữa là hiện nay thì đối với cái việc mà tầm soát dịch bệnh cũng như là hỗ trợ về cái tiêm phòng ấy, thì chúng ta sẽ phải tham mưu cho địa phương. Thì đối với thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi đã thực hiện cái vấn đề này trong nhiều năm. Thì chúng tôi đã tham mưu cho Hội đồng nhân dân thành phố ban hành chính sách hỗ trợ là miễn phí 100% cho những hộ chăn nuôi quy mô nông hộ là được tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm là miễn phí. Và những cái hộ chăn nuôi mà dạng là trang trại nhỏ thì sẽ được hỗ trợ 50% chi phí để mà tiêm phòng. Thì chính từ cái vấn đề này nó góp phần là nó tăng được cái tỷ lệ tiêm phòng và chúng ta kiểm soát dịch bệnh tốt ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Vấn đề thứ hai là đối với cái chi phí để mà chúng ta thực hiện cái giám sát định kỳ đối với cái bệnh đó, thì chúng tôi cũng tham mưu thành phố đã có cái hỗ trợ chi phí này. Đối với cái trang trại mà đăng ký tham gia việc xây dựng an toàn dịch bệnh thì ngân sách thành phố sẽ có cái hỗ trợ để là cái bước mồi để mà chúng ta thực hiện cái việc mà cái giám sát dịch bệnh nó phủ khắp và nó đảm bảo được cái tỷ lệ, thì người chăn nuôi không phải bỏ chi phí này ra để thực hiện cái việc mà giám sát, mà thành phố sẽ chi ngân sách ra để thực hiện. Thì như vậy nó sẽ tạo những cái động lực ban đầu để cho chúng ta thực hiện được cái việc xây dựng cái vùng an toàn dịch bệnh. Và thực tế ra thì trong cái trong tác xây dựng cái vùng an toàn dịch bệnh đó, thì trong ngành chúng tôi cũng có cái chia sẻ kinh nghiệm nhau rất là nhiều. Và từ những cái mô hình mà xây dựng cái vùng an toàn đối với bệnh dạy của thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã được nhân rộng ra các tỉnh thành bên cạnh. Ví dụ như là Bình Dương cũng đã hình thành được các cái huyện an toàn dịch bệnh, hoặc là Bà Rịa Vũng Tàu thì họ cũng đã xây dựng được những cái huyện Côn Đảo là trọng tâm của du lịch của họ thì cũng đã xây dựng được cái vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh dạy. Hoặc là đối với các cái tỉnh thì người ta sẽ khởi phát từ cái việc là xây dựng các cái cơ sở chăn nuôi, đặc biệt là quy mô trang trại là được an toàn dịch bệnh. Thì khu vực Đông Nam Bộ thì là những khu vực mà hiện nay cái việc mà xây dựng cái cơ sở chăn nuôi mà được an toàn dịch bệnh thì đã được nhân rộng rất là nhiều. Ví dụ như anh Bách đó là 3.007 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thì hầu như là Đông Nam Bộ chiếm trên phân nửa trong số 3.007 này. Thì đó là cái công tác cái phối hợp trong ngành chúng tôi trong việc chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng an toàn dịch bệnh. Xin bổ sung chút, ngoài cái mà trong ngành thú y chia sẻ những cái kinh nghiệm về xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, thì khuyến nông, hệ thống khuyến nông Việt Nam ấy, và đặc biệt là khuyến nông quốc gia chúng tôi ấy, cũng đã phối hợp để làm cái việc này. Như vậy một trong những cái công tác mà nhân rộng mô hình, công tác truyền thông nữa là chúng tôi tổ chức những cái tham quan. Khi những cái mô hình ở trong các cái dự án mà thành công rồi thì chúng tôi tổ chức những cái đoàn tham quan từ huyện này sang huyện khác, hoặc là từ tỉnh này sang tỉnh khác, vân vân, để mà gặp gỡ trực tiếp những cái hộ, những cái cơ sở mà thực hiện, hoặc những cái vùng thực hiện cái an toàn dịch bệnh, để mà họ có thể nắm bắt được những cái kinh nghiệm đó về địa phương để chúng ta họ áp dụng. Sau khi mà chúng ta đã chia sẻ kinh nghiệm rồi, đã chia sẻ cái câu chuyện thực tiễn của mình trong quá trình mà mình xây dựng những cái cơ sở và những cái vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thì tôi cũng muốn đặt câu hỏi đến hai vị khách mời. Là một người làm việc trong lĩnh vực này, thì bây giờ xin được hỏi ông Phát trước ạ.
mình có những cái đề xuất về chính sách hay là những cái giải pháp nào để mà có thể cùng chung tay với ngành nông nghiệp, với ngành chăn nuôi, chúng ta xây dựng thành công những cái mô hình về những cái cơ sở, những cái vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh? Thì hiện nay thì cái vấn đề mà cái đô thị hóa và vấn đề là cái thu hẹp dần cái diện tích đất trong cái sản xuất nông nghiệp là một cái vấn đề mà chúng tôi thấy là hầu hết các tỉnh thành sẽ có cái đối mặt đến, và chúng ta phải làm sao là cái giảm thiểu cái chăn nuôi nhỏ lẻ và phát triển hình thành những cái hộ chăn nuôi trang trại với quy mô lớn. Thì chúng tôi nhận thấy là cần có những cái chính sách. Thứ nhất là chúng ta phải có cái quy hoạch ổn định để bà con, tức là những cái trang trại người ta mạnh dạn người ta đầu tư, và đặc biệt là hình thành những cái cơ sở chăn nuôi mà áp dụng nông nghiệp công nghệ cao, thì họ phải hiểu rõ được cái vấn đề là cái quy hoạch của cái vùng là phải ổn định để họ phải có cái đầu tư rộng và phát triển cái mô hình mà chăn nuôi trang trại, chăn nuôi quy mô lớn và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao cái năng suất, nâng cao cái hiệu quả. Thì cái vấn đề là cái quy hoạch. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải có cái sự liên kết vùng và phải có cái tiên lượng được cái vấn đề cái thị trường, để tránh được những cái tình trạng là có những thời điểm thì chăn nuôi thì chúng ta phát triển tốt nhưng mà thị trường lại xấu, thì nó dẫn đến là cái hiệu quả kinh tế của bà con là không đạt như là mong muốn. Thì như vậy chúng ta phải có cái đẩy mạnh cái ước đoán, cái tiên lượng, cái thị trường, và đảm bảo rằng là cái phát triển đó, cung cầu hàng hóa nó phải ổn định để tránh những trường hợp là những cái biến động nó bất lợi cho người chăn nuôi. Sau khi mà chúng ta đã xây dựng thành công những cái vùng, những cái cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh rồi, thì thật ra cái câu chuyện xây xong nó không chỉ đơn giản là xây, mà mình còn phải cần duy trì và đặc biệt là nhân rộng cái mô hình này nữa. Thế thì với ý kiến của ông Bắc thì ông nghĩ là chúng ta sẽ cần có thêm những cái chính sách gì, những cái giải pháp gì để mình có thể tiếp tục duy trì và nhân rộng hiệu quả của mô hình này? Chúng tôi thấy là mấy vấn đề như thế này. Thứ nhất đấy là vì cái chăn nuôi của chúng ta là cái nó vẫn còn là chăn nuôi nhỏ lẻ, chăn nuôi nông hộ, và hiện giờ thì chúng ta cũng vẫn phải chấp nhận nó nha. Và trong chúng ta chuyển đổi từ từ không thể thay đổi được. Thế do vậy một những cái giải pháp ấy, là chúng ta phải khuyến khích các cái hộ chăn nuôi này tham gia vào các hợp tác xã. Hợp tác xã thì khi mà đã vào hợp tác xã rồi thì chúng ta cũng sẽ dễ quản lý hơn, rồi chúng ta cũng sẽ thực hiện các cái việc mà xây dựng các cái vùng an toàn dịch bệnh nó cũng thuận lợi hơn. Cái thứ hai là hiện nay thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã và đang chuẩn bị thực hiện cái dự án tổ khuyến nông cộng đồng gắn với cái xây dựng các cái vùng nguyên liệu, và đặc biệt là cũng có thể gắn với những cái vùng nguyên liệu xuất khẩu chẳng hạn, thì rất cần tới cái an toàn dịch bệnh. Thế do vậy là chúng tôi thiết nghĩ là trong thời gian tới thì các địa phương cũng đã cam kết thực hiện cái dự án này ấy, thì sẽ đồng hành với này hệ thống khuyến nông cũng như là khuyến nông quốc gia để mà triển khai tốt nhất cái dự án tổ khuyến nông cộng đồng. Thì vì cái tổ khuyến nông cộng đồng chính là cái người mà trực tiếp thực hiện tại cái địa phương, tại cái xã đó nha, tại cái thôn bản đó nha, để mà triển khai các cái hoạt động về cái vùng nguyên liệu cũng như là cái xây dựng các cái cơ sở an toàn dịch bệnh. Rồi cái nữa thì nhà nước cũng nên và tiếp tục mà triển khai các cái dự án về cái xây dựng cái vùng cơ sở an toàn dịch bệnh. Như lúc nãy chúng tôi nói thì trong năm 2022 đến 2024, giai đoạn 3 năm ấy, thì chúng tôi đã và chuẩn bị triển khai như vậy 11 cái dự án liên quan dự án khuyến nông trung ương mà liên quan tới các cái xây dựng các cái cơ sở các cái vùng an toàn dịch bệnh. Thì cũng rất mong là các cái địa phương mà hướng tới cái xây dựng vùng an toàn dịch bệnh thì cũng dành một cái phần kinh phí để mà thực hiện những cái dự án, từ đó mà chúng ta có thể tiến tới nhân rộng cũng như là cái tuyên truyền nó nhanh và hiệu quả. Và thưa quý vị, mặc dù là cái việc mà chúng ta phải xây dựng những cơ sở, những vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh cho đến nay thì vẫn còn khá nhiều khó khăn cũng như là những thách thức như những chia sẻ của các khách mời trong chương trình, nhưng mà những hiệu quả của nó thì rất là đáng ghi nhận. Và rõ ràng là chúng ta cũng đã nhìn thấy được hiệu quả trong việc là chúng ta phòng ngừa dịch bệnh trên vật nuôi, và đồng thời bên cạnh đó thì thúc đẩy phát triển xuất khẩu đối với lĩnh vực chăn nuôi.
Hy vọng là qua buổi tọa đàm ngày hôm nay thì cũng đã giúp quý vị có một cái nhìn toàn cảnh hơn để chúng ta hiểu được tầm quan trọng của việc chúng ta xây dựng những cái cơ sở, những cái vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh cho ngành chăn nuôi nói riêng và cho ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung. Rất là cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành với chương trình, tham gia cùng với chúng tôi và có những chia sẻ đến cho các khán giả của chương trình ạ. Và cũng rất là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Phương Thảo xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.